Trí Linh xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay giới thiệu với các bạn chủ đề Đại học Úc tuyển du học sinh theo chỉ tiêu từ 2025. Điều này có nghĩa là từ 2025 Đại học Úc sẽ tuyển du học sinh theo chỉ tiêu số lượng của từng trường khác nhau. Đây là một phương pháp mới của Bộ Giáo dục Úc. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này ra sao các bạn nhé. Các bạn thân mến, nhằm cải cách duyệt xét visa du học trong thời gian gần đây của Bộ Di trú Úc rất nghiêm ngặt, nhằm sàng lọc chính xác là du học sinh chân chính đến Úc là để học tập và hoàn thành chương trình học, để bảo đảm được giá trị bằng cấp thị thực của sinh viên sau khi ra trường có một giá trị thực tiễn trong công việc và uy tín của ngành giáo dục Úc trên trường quốc tế. Bởi vì khi sinh viên tốt nghiệp ở Úc với bằng cấp được trường đại học Úc cấp thì sẽ được làm việc ở bất cứ các nước nào trên thế giới. Đó là một cái uy tín của đại học Úc đối với trường quốc tế. Bởi vì trước đây trong thời gian trước Covid có những cái điều tuyển sinh từ các công ty ở nước ngoài tuyển du học sinh gửi đến các trường đại học ở Úc có một cái sự không được chính xác đúng tiêu chuẩn của visa du học. Do đó khi những sinh viên được tuyển gửi đến những trường đại học ở Úc ban đầu với visa là du học đại học, do đó những visa du học đại học thì được chính phủ Úc tạo thuận lợi để cấp visa rất nhanh và thuận lợi. Tuy nhiên những du học sinh này sau khi đến Úc chưa học đại học đủ 6 tháng mà đã chuyển đến học bậc thấp hơn, tức là trường thép, là trường cao đẳng hoặc trường nghề, với học phí thấp hơn và thời gian học cũng ngắn gọn hơn, và do đó thời gian còn dư rất nhiều để đi làm việc là chính, và số lượng này rất đông, phải nói là rất đông. Chính vì thế đã làm cho Bộ Di trú Úc phát hiện ra những cái kẽ hở này và tạo ra những đại học Úc có những cái điều kiện không được thuận lợi lắm. Thứ nhất là rủi ro cấp 1, rủi ro cấp 2 và rủi ro cấp 3. Rủi ro cấp 1 có nghĩa là những đại học nào có số lượng du học sinh chuyển từ học đại học sang học nghề nhiều thì đó là rủi ro cấp 1. Và trường hợp nếu số lượng du học sinh chuyển từ bậc học đại học xuống học nghề thấp hơn thì rủi ro cấp 2, và số lượng nhiều nhất là rủi ro cấp 3. Điều này làm ảnh hưởng đến những đại học Úc. Chính vì thế Bộ Di trú Úc thấy rằng những du học sinh không chân chính này đã lợi dụng visa du học thực tế để chuyển xuống học nghề. Đó là điều không đúng tiêu chuẩn của visa du học mà Bộ Di trú Úc đã quy định. Những chi tiết trên đây để chứng tỏ rằng Bộ Di trú ngày nay đã nghiên cứu và đổi mới lại phương pháp duyệt xét visa đi du học. Trước đây những chi tiết để xét duyệt lần này bao gồm các phần chính là chứng minh tài chính, điểm Anh văn IELTS đầu vào và bài kiểm tra Anh văn, tức là test for student, và điều quan trọng nữa là các trường đại học Úc từ năm 2025 số lượng tuyển du học sinh của mỗi trường với số lượng được Bộ Giáo dục Úc quy định cho từng trường. Thay vì trước đây du học sinh đăng ký trường nào thì dắt xét duyệt đơn theo nguyện vọng của du học sinh, muốn học ngành nào, trường nào khi nộp đơn rất dễ dàng và thuận lợi. Tuy nhiên đến 2025 số lượng tuyển du học sinh của mỗi trường có một chỉ tiêu nhất định. Đây nói một cách rõ ràng cơ bản là như là thi tuyển vào trường đại học. Nếu đơn cử
Nếu một trường có chỉ tiêu nhận 1.500 sinh viên du học, nhưng nếu số lượng 1.700 đơn nhận vào thì sẽ có 200 đơn sẽ lọt ra vì chỉ tiêu chỉ có 1.500 du học sinh. Điều này cơ bản giống như là thi tuyển vào trường đại học các bạn nhé. Vậy việc tuyển du học sinh theo chỉ tiêu có ảnh hưởng gì các đương đơn du học? Thế chúng ta nhận thấy về những mặt chủ yếu cơ bản như ngày nay đầu tiên để đi du học là phải chứng minh tài chính đối với mỗi du học sinh. Khi nộp đơn trong hồ sơ du học yêu cầu là mỗi du học sinh phải có 29.710 đô la Úc trong sổ băng chứng tỏ rằng số tiền này đủ chi tiêu một năm khi đến Úc ban đầu, lo tập trung học tập, không phải là chủ yếu đi làm. Và điều thứ hai là điểm Anh văn IELTS là từ 6 chấm trở lên, trước đây là 5.5. Xin nhấn mạnh điểm Anh văn càng cao, tức là nhiều hơn 6 điểm thì càng tốt, bởi vì khi Anh văn giỏi thì khi những du học sinh này đến trường đại học Úc sẽ dễ dàng tiếp thu học tập rất nhanh và kết quả thi được tốt và tốt nghiệp với hạng cao. Do đó khi xin việc ở những công ty ở Úc có nhiều cơ hội hơn những du học sinh có trình độ tiếng Anh thấp. Đây là điều thực tế các bạn nha. Và thí sinh du học sinh phải qua một kiểm tra một bài thi bằng tiếng Anh rất nghiêm ngặt để chứng minh được là du học sinh chân chính hay không. Đây là một điều rất căn bản đòi hỏi với những tiêu chuẩn cho đi du học. Phần còn lại là mỗi đại học tuyển du học sinh với một số lượng được Bộ Giáo dục Úc quy định. Ví dụ như Đại học A nhận số lượng là 1.000 du học sinh. Nếu số lượng đơn là 1.200 ứng đơn thì sẽ có 200 đơn của du học sinh không được vào học ngành mà du học sinh thích chọn ban đầu của những đại học này. Do đó 200 đơn này sẽ không được nhận vô trường đại học Úc, bởi vì nếu trường này chỉ tiêu là 1.000. Quy định mới này đối với du học sinh, đây là một điều rất căn bản và coi như sàng lọc để chọn ra du học sinh chân chính. Có nghĩa là khi nộp đơn vào một trường đại học nào thì du học sinh phải chuẩn bị đầy đủ về tài chính và những hồ sơ cần thiết và có quyết tâm học thực sự du học sinh chân chính, chứ không phải đến Úc là để làm. Do đó số lượng chỉ tiêu mỗi trường đại học được Bộ Giáo dục Úc quy định sẽ chứng tỏ rằng xem như là thi tuyển vào trường đại học. Nếu chúng ta nộp đơn quá số lượng quy định của Bộ Giáo dục thì sẽ không được học. Tuy nhiên Bộ Giáo dục Úc cũng nhấn mạnh nếu những trường đại học nào có ký túc xá hoặc những phòng học cho du học sinh nhiều hơn và bảo đảm được số dư này có đủ chỗ ở từ trường, từ ký túc xá của trường đại học, thì những trường đó có thể nhận thêm với số lượng mà có đủ chỗ ở cho du học sinh tại những ký túc xá nếu trường đó có ký túc xá. Đây là một điều mở cửa thêm cho những trường nào có cơ sở vật chất và ký túc xá rộng. Quy định mới này đối với học nghề và du học bậc đại học còn không ảnh hưởng đến những bậc du học nghiên cứu về thạc sĩ và tiến sĩ, vì số lượng du học bậc thạc sĩ và tiến sĩ thì số lượng không nhiều so với số lượng sinh viên đi du học bậc đại học. Vậy những du học sinh tương lai đến du học tại Úc cần chuẩn bị những gì để đạt được kết quả tốt khi nộp hồ sơ du học? Hồ sơ du học phải đầy đủ phần chứng minh tài chính, trong băng phải sẵn sàng.
và điểm anh văn IELTS phải là từ 6 chấm trở lên, nếu càng cao hơn thì càng tốt. Điều này rất dễ hiểu, là nếu anh văn càng cao thì khi ở những giảng đường đại học, các sinh viên này tiếp cận bài vở rất tốt và kỳ thi rất thuận lợi, và sau khi tốt nghiệp bằng cấp với điểm cao và xin việc những cơ quan, những công ty ở Úc, nếu tiếng Anh càng giỏi thì cơ hội càng tốt cho công việc. Đây là một điều rất thuận lợi các bạn ạ. Đặc biệt phải trung thực trong bài test student và chứng minh chi tiết rõ ràng. Lần này Bộ Di trú Úc yêu cầu những du học sinh phải qua một kỳ thi với một bài test, student test và chứng minh chi tiết rõ ràng, và phải nói ra những cái ý định du học là du học sinh chân chính. Nếu phát hiện không là du học sinh chân chính thì sẽ có cơ hội không được xin visa thuận lợi hơn. Phải công chứng những giấy tờ cần thiết bằng tiếng Anh có thị thực của cơ quan thẩm quyền đầy đủ trong bộ hồ sơ du học. Đặc biệt là học sinh phải chọn một công ty tuyển sinh có chất lượng cao và nộp đúng người quy định. Nếu chúng ta chọn một công ty tuyển sinh nào đó có rủi ro cao thì hồ sơ du học sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi dắt xiệt visa cho đi du học. Bởi vì trước đây có những trường hợp rủi ro cấp 1, rủi ro cấp 2 và rủi ro cấp 3 đối với Đại học Úc là do những công ty tuyển sinh du học ở nước ngoài đã tuyển sinh du học sinh một cách không chuẩn đối với visa du học. Do đó những du học sinh này khi đến Úc không học đại học chưa đầy 6 tháng đã chuyển xuống học nghề, học trường cao đẳng với những học phí thấp hơn và thời gian dành rộng nhiều hơn. Do đó đi làm công việc là chính, không phải là du học chân chính, đã được tìm thấy kẽ hở này. Và chính vì thế visa du học Úc ngày càng chọn lựa kỹ càng hơn để chứng tỏ bạn là một du học sinh chân chính. Điều quan trọng tuyển sinh theo chỉ tiêu của Đại học Úc là buộc những công ty tuyển sinh du học ở nước ngoài phải thận trọng chọn lọc đúng du học sinh chân chính. Tức là khi các công ty vệ tinh của các trường đại học Úc ở nước ngoài phải nghiên cứu chuẩn xác những hồ sơ thực sự là những du học sinh chân chính và hoàn toàn chính xác mọi điều kiện của visa du học. Nếu những công ty nào vì lý do nào đó không chấp hành đúng thì sẽ bị các trường từ chối cấp giấy phép tuyển sinh du học cho những công ty này. Đây là một vấn đề rất quan trọng các bạn ạ. Đặc biệt những đại học nào ở Úc muốn xin chỉ tiêu du học sinh nhiều hơn quy định của Bộ Giáo dục Úc thì trong đó phải bảo đảm nhà trường phải có đủ chỗ ở ký túc xá cho những sinh viên dư ra theo quy định của Bộ Giáo dục Úc quy định. Nói một cách cụ thể, nếu trường có dư số lượng học sinh chỗ ở cho du học sinh ở ký túc xá thì có thể nhận thêm một số những chỗ ở này đủ cho du học sinh đi du học. Trên đây là những cái tiêu chuẩn mới quy định của Bộ Giáo dục Úc về tuyển sinh du học sinh từ năm 2025 theo chỉ tiêu. Có nghĩa là mỗi trường đại học ở Úc được Bộ Giáo dục Úc quy định nhận một số lượng du học sinh nhất định nào đó, và đồng thời chuẩn chỉ ở trong phạm vi đó, không như trước đây tức là có bao nhiêu du học sinh thì nhận bấy nhiêu. Và Bộ cũng nhấn mạnh đối với những trường nào có ký túc xá và có đủ chỗ ở thì có thể nhận thêm đủ số sinh viên trong những chỗ ở của ký túc xá nếu trường đó rộng về cơ sở vật chất. Các bạn thân mến, trên đây là những tư liệu xin gửi đến các bạn phụ huynh
có con chuẩn bị cho đi du học, và những bạn nào có cái tinh thần muốn tìm hiểu về đời sống du học Úc thì nên đây là những thông tin rất bổ ích cho các bạn. Một lần nữa Trí Linh xin thân chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. From Trí Linh, Melbourne, Australia. Thân chào tạm biệt các bạn.